Nắp út và ngón út là hai ngón dẫn khí, lên cao một chút này, lúc xuống là nhanh. Om Mani, xin chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Trong video này, thầy Phúc Thành hướng dẫn cho chúng ta về bài khí công vẩy tay dịch cân kinh Việt Nam. Nó gồm có 4 thức chữa bệnh. Khác với vẩy tay truyền thống thì chúng ta chỉ đứng, chúng ta vẩy này thôi. Bây giờ vẩy tay dịch cân kinh 4 thức của Việt Nam, chúng ta sẽ chùn gối liên tục ạ, thì nó tăng cường công năng hơn rất là nhiều. Hàng ngàn học viên của tôi đã tập bài này và chữa được rất là nhiều các bệnh khác nhau, hiệu quả nó rất là lớn lao. Bây giờ các bạn hãy cùng tập theo tôi. Chúng ta tay đưa lên, thả lỏng cơ thể xuống để chúng ta nhanh nhẹn dứt khoát gập cái cổ tay ra phía sau nhé. Lên thì nhu nhẹ, xuống thì nhanh, lưỡi chạm vào miệng trên. Lên nhíu hậu môn, xuống thả hậu môn ra. Ta làm 30 lần. Bài này rất là tốt cho sức khỏe, khai thông kinh mạch. Rồi, vừa rồi thử Phúc Thành mới chỉ làm 30 lần thôi. Còn toàn bộ lòng bàn tay của tôi bây giờ nóng bừng lên rồi. Nó rất là ấm, rất là nóng. Ra hãy tập bài này hàng ngày nhá, thì chắc chắn là sức khỏe nó cải thiện. Có bệnh tật ở đâu, khí huyết nó sẽ tự đến, khí đến huyết hành để chữa được những cái bệnh tật đấy. Thức thứ hai của vẩy tay dịch cân kinh, 4 thức, là nó tay ngửa lên nhá. Ngón áp út và ngón út là hai ngón dẫn khí. Lên cao một chút này, lúc xuống là nhanh. Lên rất là nhẹ, xuống rất là nhanh. Lên xoắn tay nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta sẽ tập 30 lần hoặc là 50 lần, tùy theo sức, tùy theo khả năng của mỗi chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ thiền đứng một lúc. Bởi vì nãy giờ cơ thể nó hoạt động nhiều, chúng ta thiền đứng cho hơi thở nó bình hòa. Đến thức thứ ba, chúng ta đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người về sau này. Cổ nhìn phía trước. Đây, tập 15 lần như thế này. Đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người phía sau. Động tác như đang ném đá ra. Rồi tiếp theo, vừa rồi thì cái đầu của chúng ta này, nó sẽ hướng về phía trước như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ ngửa về phía sau nhé. Chữa bệnh đau mỏi cổ vai gáy cũng 15 lần. Ngửa đầu về phía sau. Ta ngửa đầu về phía sau. Nếu trường hợp ai bị chóng mặt không chịu được thì chúng ta vẫn nghiêng đầu về phía trước nha, tùy biến. Rồi, chúng ta sẽ thiền đứng, hơi thở bình hòa tự nhiên, hơi thở rất là buông thư, nhẹ nhàng. Rồi, tiếp theo thức cuối cùng của vẩy tay dịch cân kinh, 4 thức trị bệnh. Ta sẽ cúi người xuống, tay thả lỏng từ trên xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Chúng ta thả lỏng cơ thể. Bây giờ thầy Phúc Thành là hai lòng bàn tay, toàn bộ thân là nóng bừng lên rồi, nhờ cái bài khí công chữa bệnh dịch cân kinh này.
ta thở tự nhiên trong khoảng 10 hơi thở. Thầy đã hướng dẫn cho chúng ta chọn bộ về bài vẩy tay dịch cân kinh 4 thức. Chúng ta có thể học đầy đủ cả 12 thức dịch cân kinh chữa bệnh tại trang web thiền-bệnh.com. Thầy hướng dẫn chi tiết đầy đủ tại đấy, các bạn học để có thể chữa bệnh được cho mình đấy, và giới thiệu bạn bè, người thân cùng học để thầy cùng giúp đỡ chúng ta được chữa bệnh nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan, và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cẩm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.